hướng dẫn đăng ký tài khoản MySai trên ứng dụng MySai. Bước 1. Quét mã QR hoặc tìm từ khóa MySai trên App Store hoặc CH Play để tải ứng dụng MySai xuống thiết bị di động. Bước 2. Bấm vào đăng ký tài khoản trong ứng dụng để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản MySai. Bước 3. Chọn gói cước theo nhu cầu, lưu ý bấm vào chi tiết để xem thông tin gói cước. Bước 4. Nhập thông tin đăng ký, chụp ảnh mặt trước và sau của chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, sau đó chụp ảnh theo yêu cầu. Lưu ý đảm bảo đủ ánh sáng và chụp rõ thông tin. Hệ thống sẽ tự động cập nhật điền thông tin, vui lòng xác nhận thông tin và điền những thông tin còn thiếu theo yêu cầu. Trong trường hợp thông tin chưa chuẩn hóa, khách hàng là thuê bao ngoại mạng Viettel, hệ thống tự động thực hiện cuộc gọi video cho nhân viên Viettel để xác thực danh tính và thông tin đơn hàng. Bước 5. Xác nhận điều khoản và thanh toán, xem hợp đồng cung cấp dịch vụ và đồng ý với các điều khoản. Tiếp theo, chọn phương thức thanh toán, thực hiện thanh toán gói cước. Trong trường hợp chọn gói cước miễn phí, vui lòng bỏ qua bước thanh toán. Bước 6. Nhập mã OTP để xác nhận ký hợp đồng sử dụng dịch vụ chữ ký số từ xa MySai. Sau khi ký hợp đồng sử dụng dịch vụ thành công, thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập sẽ được gửi về tin nhắn điện thoại SMS. Bước 7. Đăng nhập vào ứng dụng MySai bằng thông tin đã nhận. Ngay sau khi đăng nhập ứng dụng, vui lòng thực hiện đổi mật khẩu và đăng ký thiết bị. Bước 8. Nghiệm thu chứng thư số. Chọn đơn hàng chờ nghiệm thu ở trong mục Nghiệm thu chứng thư số. Sau đó xem và đồng ý với điều khoản trong biên bản nghiệm thu. Cuối cùng, nhập mã OTP để xác nhận nghiệm thu chứng thư số. Hoàn thành nghiệm thu chứng thư số thành công, khách hàng có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ MySai theo nhu cầu.